ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn xin chào mừng các cô chú anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của ngọc minh ngọc cuộc sống mỹ ngọc rất cảm ơn mọi người đã tham gia cái luồng livestream của ngọc ngày hôm qua rất là vui rất là nhiều cô chú anh chị em và các bạn đã ghé vào cái luồng live trực tiếp để chúng ta có thể giao lưu à, trực tiếp với nhau và ngọc đã có cái cơ hội để chào hỏi và trả lời những cái câu hỏi à, trực tiếp luôn liền luôn cho mọi người thì ngọc cảm thấy là rất là vui lâu lắm rồi ngọc không có lên livestream ngọc không có ló cái mặt ra toàn là để cái mặt sau màn hình không à cho nên là ngọc thấy rất là vui hy vọng là mọi người cũng enjoy cũng cũng thấy là vui khi mà các bạn đang xem cái luận live trực tiếp của ngọc trong ngày hôm qua thì trong cái video này á ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái tiền thất nghiệp 400 trên tuần khi nào có khi nào được thực thi những cái tiêu ban nào có những cái tiền để chi bù cái tiền 100 này À, và Ngọc cũng thấy có những cái nghịch lý ở những cái thông tin về cái tiền trợ cấp thất nghiệp 400 này thì các bạn đã biết nếu như các bạn theo dõi kênh của Ngọc Hoa thì các bạn biết là để nhận được 400 trên tuần này thì các bạn phải nhận ít nhất là 100 tiền trợ cấp thất nghiệp trên một tuần của tiểu bang rồi khi mà các bạn nhận ít nhất là 100 trên tuần thì các bạn sẽ được cộng 300 trên tuần của cái tiền liên bang. Thì các bạn cộng 300 cho 100 là sẽ bằng 400 đúng không? Đồng nghĩa với việc là các tiểu bang phải à, hùng vô, hạ, hùng hạp vô, à, phải đóng góp vô 25%. Và liên bang người ta sẽ cho khoảng là 300 để các bạn có thể nhận là 400 trên tuần các bạn nha. Nhưng mà hiện giờ có rất là nhiều tiểu bang người ta đang than phiền là người ta không có tiền à, và cũng có rất là nhiều người nói rằng cái sắc lệnh của tổng thống Trump ký vào hồi thứ bảy vừa qua có thể là sẽ được đưa lên tòa kiện tụng à, thách thức trước pháp luật này kia. À, cho nên là Ngọc hy vọng là chúng ta có thể được hoặc là được cái xác lệnh này thực thi hoặc là quốc hội người ta thông qua một cái gói hỗ trợ nào nhanh để người dân chúng ta có những cái khoản tiền để chi trả. Bởi vì nhiều khi á, có những gia đình người ta có cái khoản để dành, nhưng mà có những gia đình người ta sống bằng cái paycheck by paycheck, tức là lãnh ra là xài hết, lãnh ra là xài hết, mà bây giờ không có cái gì để lãnh làm sao mà xài đúng không? À, cho nên là cũng khó khăn. Rồi bây giờ... À, có rất là nhiều người nói là cái sắc lệnh về tiền trợ cấp thất nghiệp này sẽ tiêu tốn rất là nhiều cái ngân quỹ của các tiểu bang có thể lên đến là hàng ngàn tỷ đô cho các tiểu bang. À, bây giờ các nhà phân tích như là trên cái tờ báo CNBC người ta phân tích là như thế này. Các nhà làm luật, các nhà kinh tế học, các chuyên gia về trợ cấp thất nghiệp người ta nói rằng cái sắc lệnh của tổng thống Trump về cái chương trình Lost Wages Assistance Program rất khó có thể được thực hiện. Trong cái phạm vi, uh, timely manner là trong cái phạm vi là nhanh nhất có thể. Và cái sắc lệ này có thể sẽ không có ủng hộ những cái người không có hỗ trợ những cái người mà lao động có thu nhập rất là thấp bởi vì sao nếu như mà người ta thu nhập thấp thì đồng nghĩa với cái việc là cái tiền trợ cấp tất kịp của người ta là cái con số tối thiểu của cái tiểu bang đó có những cái tiểu bang con số tối thiểu là có 5 đồng à có những tiểu bang con số tối thiểu là 40 đồng, rồi có bạn nói với Ngọc là 76 đồng, rồi 95 đồng. Những cái con số này đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không nhận được cái tiền 300 bởi vì nó nhỏ hơn 100 đô đúng không? Cho nên là những cái tiểu bang này phải lên, à, phải bù vô, phải cộng vô cho để người ta đủ là ít nhất 100 để lãnh được 400 của cái chương trình dựa theo cái nội dung của sắc lệnh này. Và nếu như mà hiện giờ các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc như này, nếu như bạn hỏi Ngọc là khi nào cái 400 trên tuần này được thực thi, khi nào mình có 400 trên tuần này, khi nào tiền 400 này về tài khoản của mình, khi nào mà mình được nhận, thì đại loại là các bạn muốn tiền về đúng không? Nhưng mà hiện giờ có hai cái câu trả lời trái chiều, đó là ông Bộ trưởng Bộ Ngân Khố Steven Mnuchin thì ổng nói á, là có thể cái tiền này sẽ được hỗ trợ cho những người đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp ngay lập tức Đó, nhưng mà ổng ấy dùng cái từ là could be nha, có thể nha Là 50-50 chứ không phải là will be Ok, ổng không có nói là sẽ có mà ổng ông nói là có thể có Như vậy các bạn có thể có tiền liền nhưng mà theo ông cố vấn của cố vấn kinh tế của tòa bạch ốc đó, ông Larry Kudlow ông nói với tờ CNN là cái tiền này có thể là nó phải cần có khoảng là vài tuần đúng không các bạn cho nên là hiện giờ Ngọc thật sự là Ngọc không có những cái thông tin nào hướng dẫn chi tiết để Ngọc chia sẻ cho các bạn à, bởi vì Ngọc không có muốn các bạn hy vọng để rồi thất vọng à, người ta trong tiếng Mỹ người ta gọi là false hope ok cho nên là nếu như các bạn à, à, thấy những cái thông tin mà Ngọc chia sẻ ở đây hữu ích hãy cho Ngọc một cái like share và đặc biệt là các bạn nhớ đăng ký kênh nếu như các bạn chưa đăng ký và nhấn nút chuông để khi mà Ngọc ra những cái video mới cập nhật á, thì các bạn sẽ nhận được thông báo từ YouTube à, để các bạn có thể vào cập nhật thông tin liền nhanh gọn lẹ thì à, nếu như mà các bạn nhớ cái đợt mà cái gói 2.000 tỷ ra là ký vào hồi 27 tây tháng 3 đúng không thì các bạn khi nào các bạn nhận được cái tiền 600 trên tuần À phải chờ 2 đến 4 tuần để nhận được cái tiền 600 trên tuần này. Nhưng mà hiện giờ Ngọc nghĩ là các bạn có thể là sẽ được nhận nhận, nhận nhanh hơn bởi vì cái hồ sơ của bạn đã có trong cái hệ thống của Sở Thất nghiệp rồi. Nhưng mà bây giờ có hai cái câu trả lời khác nhau trái chiều như vậy làm sao mà Ngọc dám trả lời đúng không, quý vị? Mình phải đợi cái sự hướng dẫn chi tiết và cái thông báo chính thức từ cái Sở Thất nghiệp của tiểu bang bạn nha. À, và nếu như mà các bạn hỏi Ngọc á là có được lãnh bù những cái ngày của cuối tháng 7 không? Của đầu tháng 8 hay không? Thì theo như cái nội dung của sắc lệnh thì được nha các bạn. Và các bạn có thể là nhận ngược lại từ cái ngày 25, 31 của tháng 7. Và bây giờ cái tiền mà để hỗ trợ cho cái chương trình này có thể là chỉ đủ để chi cho 5 tuần thôi các bạn chứ không có nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền mà người ta sử dụng cho cái khoản hỗ trợ này chỉ có 44 tỷ thôi, lấy ra từ cái quỹ của DRF, ok? DRF là Disaster Relief Fund. Thì cái 44 tỷ này hôm bữa trước Ngọc đã chia sẻ cái cách tính rồi Nếu như mà ai đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp cũng được 300 Và có là khoảng 30 triệu người đang thất nghiệp, đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp này thì nếu như mà mình tính 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 ra thì có thể là chỉ khoảng 5 tuần là cái tiền này nó hết nhưng mà nếu như mà cái tiền này nó hết bởi vì cái số người mà nhận thêm cái tiền 300 này ít bởi vì những cái người mà không đủ điều kiện á, là nhiều là bị loại ra rồi thì cái số người còn lại là ít thì người ta có thể kéo dài đến ngày 6 tháng 12 năm 2020 nếu tiền hết trước thì người ta cắt cái chương trình này nếu như mà còn tiền mà đến ngày 6 tháng 12 vẫn còn tiền thì người ta cắt tại thời điểm của ngày 6 tháng 12 nha các bạn cái nào đến trước thì người ta cắt trước người ta dừng trước à, rồi bây giờ có những cái nghịch lý mà các tiểu bang người ta nói thì Ngọc thấy nó hơi nghịch lý như thế này à, ở tiểu bang Ohio thì người ta nói là người ta không có tiền không có thể afford cho cái chương trình à, trợ cấp thất nghiệp mới này, state could afford the new unemployment benefit, Ok Could it, could it afford? thì câu trả lời là the answer is I don't know yet. Tôi chưa có biết, tôi chưa có biết là cái tiểu bang của tôi có thể hỗ trợ cái chương trình này không, có cái tiền để mà hỗ trợ cho dân cái khoản trợ cấp thất nghiệp theo như cái sắc lệnh của tổng thống Trump ký vào à, thứ bảy hay không? người ta chưa có cái hướng dẫn cụ thể và cái tiểu bang New York thì các bạn biết là tiểu bang New York là ông thống đốc là đại diện cho đảng dân chủ đúng không? thì ông thống đốc của tiểu bang New York ông nói là cái sắc lệnh của tổng thống Trump ký á nó không có nó không có thay thế cho những cái luật mà được thông qua của bên quốc hội và các tiểu bang không thể chi trả 25% cho tiền trợ cấp thất nghiệp và cái điều này là impossible rất khó có thể thực hiện và ông cũng nói thêm là các tiểu bang hiện giờ không có tiền làm sao mà afford, it? ok? À, cho nên là cái, cái 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 hoàn cảnh này á trong cái situation này á, có thể là làm cho mọi thứ nó tồi tệ hơn và người Mỹ á Deserve, người mỹ cần có những cái giải pháp tốt hơn yêu hơn thực tế hơn có những cái giải pháp thực tế hơn đó đó là theo cái lời của ông thống đốc của tiểu bang new york thì tiểu bang new york thì các bạn biết là tổng thống trump hay nói là những cái tiểu bang mà được lãnh đạo bởi những cái đại diện của đảng dân chủ thường những cái tiểu bang này hết tiền rất là nhanh và tương tự như vậy chúng ta thấy tiểu bang California là có ông thống đốc Newsom đúng không? Ông nói là bây giờ ông không có cái tiền, không có đủ tiền trong cái hũ heo của ông, trong cái hũ heo, ông nói là bây giờ there isn't enough money sitting in the piggy bank không có tiền trong cái hũ heo, tức là tiểu bang của California bây giờ hết tiền rồi, làm sao mà để chi bù cho 25% làm sao để chi bù cho mỗi người ít nhất là 100 đô. Bây giờ tốn rất là nhiều cho ngân quỹ nếu như mà người ta tham gia cái chương trình này. Nhưng mà các bạn biết hôm bữa trước á là tiểu bang California là đòi bù 200 để nếu như quốc hội người ta thông qua 400 trên tuần thì dân Cali có phải là được 600 trên tuần bằng với cái đợt 1 không các bạn? Đó là hôm bữa trước Ngọc cũng chia sẻ rồi, các bạn cũng nghe đến cái tin này rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ xác lệnh người ta yêu cầu là thống đốc của tiểu bang, à, ví dụ như là tiểu bang California bây giờ cho 100 trên tuần. Nếu như mà hôm bữa trước tiểu bang California đã dự tính là cho 200 trên tuần, thì làm sao mà bây giờ người ta chỉ có yêu cầu 100 trên tuần thôi mà thống đốc? của tiểu bang California lại nói là không có tiền thì cái này có hơi nghịch lý đúng không các bạn? 100 có thể không chi nhưng mà 200 là sẵn sàng chi thì cái điều này Ngọc thấy nó hơi nghịch lý. Nếu như các bạn có những cái thông tin gì cập nhật về cái tiểu bang California, các bạn có thể chia sẻ với Ngọc để chúng ta có thể có những cái thông tin cập nhật mới nhất có thể bởi vì dạo gần đây Ngọc rất là bận trong cái thời gian ban ngày chỉ có làm video buổi tối hoặc là sáng sớm thôi thì có thể cái thông tin Ngọc cập nhật nó hơi chậm nhưng mà Ngọc sẽ cố gắng làm nhanh cho quý vị nha và tiểu bang Texas người ta đang à, chờ đợi cái sự hướng dẫn từ bộ lao động để tham gia thực hiện cái chương trình là 400 trên tuần này để À, hỗ trợ cho những người hiện giờ đang xin tiền trợ cấp thất nghiệp đó là người ta chỉ nói đơn giản thôi người ta không có than vãn không biết là bên uh, taxi các bạn có nghe thống đốc của các bạn than vãn về cái việc là người ta không có đủ tiền không nhưng mà thấy cali với new york là than nè uh, ohio cũng than nè à, các bạn biết là bây giờ bạn không đi làm doanh nghiệp người ta không có mở cửa thì cái doanh thu của tiểu bang đó nó bị hạ xuống bởi vì người ta không có thu thuế được À, thì Kansas người ta ước tính là năm 2021 sẽ được bị giảm 20%, tức là cái nguồn thu của họ giảm à, 810 triệu. Arizona có thể là nguồn thu hai năm à, 2021 bị giảm 860 triệu. California còn dữ dội hơn nữa, California có thể là sẽ bị giảm 30 tỷ chứ không phải là triệu nha quý vị. 30 tỷ. À, cho nên là bây giờ nếu như mà phải cho dân tiền trợ cấp thất nghiệp cao như vậy thì California có thể là phải đi mượn tiền của Federal Trust Fund. Đó, mượn tiền của liên bang nè. Rồi New York các bạn cũng thấy là tiền tỷ nè. Dự, dự kiến nha là năm 2021 New York có thể là bị thất thu khoảng 13 đến 16 tỷ đô la Mỹ vì người ta không có thu được thế đúng không? À, và những cái lý do khác. Rồi đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ đến quý vị. Hy vọng là quý vị tìm thấy những cái câu trả lời cho mình và tìm thấy những cái thông tin hữu ích trong cái video này và Ngọc mời quý vị like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Ngọc mọi người nha và rất hy vọng mọi người sẽ ghé thăm cái kênh thứ hai của Ngọc Ngọc Family ở Mỹ học tiếng Mỹ để chúng ta có thể chia sẻ và học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm học tiếng Anh và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán cũng như là nhà cửa. Ngọc cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video mới. Chúc mọi người sức khỏe, cầu mong mọi sự được bình an và chúc quý vị một đêm ngon giấc và một ngày vui vẻ. Bye bye nào. còn bên tiểu bang Texas thì sao các bạn có rất là nhiều người Việt đang ở tiểu bang Texas nè à, thì ông bên còn tiểu bang Texas thì sao các bạn tiểu bang Texas người ta nói trên cái Twitter của TWC á là người ta đang chờ những cái sự hướng dẫn từ bộ lao động để thực thi cái sắc lệnh này người ta chỉ nói đơn giản như vậy thôi cho nên là Ngọc nghĩ là bên Texas thì à, đây là cái tiểu bang đại diện cho Đảng Cộng hòa nè. Ông thống đốc là bên Cộng hòa nè, còn bên Cali với lại New York là những cái thống đốc này đại diện cho Đảng dân chủ thì chúng ta thấy là rất là nhiều người là cho rằng bên Đảng dân chủ thì muốn cho tiền nhiều hơn nhưng mà người ta lại tiêu tiền nhiều hơn cho nên là các cái tiểu bang của họ lại hết tiền nhanh hơn. Còn bên Đảng Cộng hòa thì người ta có cái chi phí để người ta dự phòng thì đại loại như vậy.